Đây là các kết quả phiên kiểm tra lại mới nhất của bệnh nhân. Sau một thời gian, bệnh nhân mổ phẫu thuật phi đinh vỡ và xẹp cột sống thắt lưng D11, D12 và N1, N2 kết hợp. Bệnh nhân bị gãy đầu trên xương chảy và xương mát và vướng bấm chảy khớp gối. Hôm nay bệnh nhân đến nhà thuốc kết hợp cho bệnh nhân bỏ thuốc và về nhà cho bệnh nhân uống thuốc nam, nhanh nhuyễn xương, tiên lượng điều trị từ 2 đến 4 tháng là bệnh nhân có thể đi lại được nhẹ nhàng. Bác mổ là bao nhiêu ngày hả bác? Một tháng. Các cái đâu mà với cột sống với cái đấy chảy xuống mắt với con chảy này? Để dỡ cái giải hạ cái nhà này này. Giải hạ này. Giải hạ dỡ cái nhà đằng trước này này. Đây này. À. Nó em bao tuổi rồi? 56. Thế cái gì mà gây xương nặng? Đâu, mình nằm nó rơi không gạch nó rơi nó đè vào. Gạch ở cái vỉ dưới cái nhà cứ 4 này này. Thế mà chứ. Chân phải này rồi gãy xương má mà bút lắm rồi rồi thì cho vào tất ra mà sờ ở dưới bụng bây giờ da nó như là dạ kiểu da như phải bọc chắc đang mang bôi nghệ vào bên gầy đấy bôi nghệ à vâng rồi cho bác gái nghiêng lưng cho bác trai nhá. Nghiêng đây. Đây nha, vết mổ này này. Nhìn sẹo nhá. Thì có đặt trực tiếp vào đây nhá. Hàng ngày mua nghệ con này. Mua nghệ nó lưu thông. Có nhưng mà cháu xem nó có cái gì gợn ở đây này. Gợn là cho ít bằng nhá. Không có gì gì cả. Tôi có bị sợ. Anh đặt mã đây nhá. Sợ nó nhiễm trùng không? Không, không lợn đâu. Cái này bác mua nghệ là thằng kia là con nhá. Phải nó lưu thông máu tiêu huyết và chăn cơ nhá. Đặt đá đây, khoan nghiêng đây. Nên vết mổ này bác phải mua nghệ ở đâu đây? Đặt vừa diện tích của vết mổ nhé. Cứ đã để xong rồi. Chị mang phim đây chị ơi. Cuốn lòng không không cuốn chặt nhé. Ừ. Trên kia bao ngủ một cái gông kèm ra à. Không nghe đồ rượu con hay là lấy nhé đồ rượu ở đây à? Vâng rửa ra đổ hay là cứ đổ ở đây à? Để nguyên cứ đổ ở đây cái chân này thì bọn cháu đặt đặt lá đây nhé đặt lá đây các nhân ngồi với cậu nhân ngồi với cậu nhẹ nhàng thôi nhân đầu dưới bốn tiếp theo nhé tiếp theo nếu mà mình đặt là ngồi ngồi dưới họ thay băng cũng được thay bình thường bác ơi nào như nào đấy như nào lại như nào đấy hàng ngày bác tắm rửa lau chùi vào gia đình bình thường nhé
không vấn đề gì cả. Nào lắp ở dưới gợ chân của bác này. Cái hâu 100% cay. Mình giữ giữ chắc không? Khoảnh tay thôi. Thế này chốc lại phải tháo ra để thấy bằng. Đó, thay băng này cần tháo được mà. Có thể là ná đặt dưới gập được nhé. Không quan trọng là mình đắp ở đâu đâu. Có thể đặt xuống đi. Một ngày đổ rượu lên cho con 1-2 lần nhé. Anh dùng nữa. Mình dưới này đổ có kết. Con gặp nhé, bên này bác đổ 2 lần này, 3 lần, bên này được 1 lần nhé, một ngày nhé, cuộc sống của 1-2 lần nhé. Nếu như mỗi đắp lần đắp thuốc của con, mới đầu là đau đau lên nhé, nó thấy một tí kệ nhé. Con bác cả đắp và uống điều trị từ 2 đến 4 tháng, thì mới hoàn toàn ổn định cái chân này nhé. Thì chân bác mất xương quá là nhiều nhé, của bác xong rồi này. Như là hàng ngày bác phải buông nghệ cho con đây nhé, buông nghệ lại đây này. Từ đây, đây là cả cuộc sống nữa, giống như không máu quá nhé. Săn cơ tiêu viêm. Còn cái chân bên này có chân khỏi không? Chân bên này anh khỏi hơn nhiều. Còn chân này rất đau khỏi. Cái mảnh xương chày bác bị bong nha. Mảnh rất là to nhé. Thiếu mảnh. Mất xương ấy. Thiếu mảnh. Chả biết bác bị rơi kiểu gì. Mảnh xương bay ra ngoài bác chả tìm ở nhà tìm ấy vào để ghép cái xương này vào. Đâu ngã. Lấy cái gạch nó đèo hay bắn đi không? À. Cái gạch kiểu gì người đập vào chân mình có vẹt dí. Cái chân đấy không vẹt dí. Chắc là nát cái xương ở đâu nữa. Xong họ khách ra ngoài cổng này thì là ô tô nó về nó chở mình đi. Và bác nhớ điều trị là năng đắp thuốc uống thuốc nhé. Điều trị từ 2 đến 4 tháng mới hoàn thiện được. Cái chân này có thể từ 2 đến 4 tháng hoặc 5 tháng ấy. Cái chân bác rất là nặng. À. Rồi bác xong rồi.